Xin chào toàn thể các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio Sự Kiện bên em. Ngày hôm nay em xin được giới thiệu đến tất cả các bác một combo sự kiện phải nói là gọi là vừa hay, bày đẹp và rất là hợp lý trong tầm tiền và tầm giá các bác nhé. Chắc các bác nhìn trên màn hình chắc các bác cũng biết rồi. Đây là chính là cái bộ sự kiện mà em chuẩn bị giới thiệu đến các bác ạ. Bộ sự kiện này nói thực sự các bác luôn, nếu mà để nói là các bác mà đánh sân vườn, các cái phòng trà mà hát cho nhau nghe thì phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Và trong combo cấu hình ở đây em sử dụng một cặp loa đấy, em sử dụng hai cặp loa, đó là hai cặp loa Array đơn 30 đồng bộ, sử dụng đều là từ neo và tép neo các bác nhé. Đấy, riêng tép neo ở đây em sử dụng nó là tép neo 850, tất cả đồng bộ ruột gan em này thì là thuộc dạng là hàng nhập khẩu, và phân khúc này là một cái phân khúc là tiếng cho ra chất tiếng cực kỳ hay và hợp lý ở bên em nhé. Với cặp loa này bên em đang có mức giá chỉ có là trên 10 triệu đồng một chút thôi đấy, các bác có thể là muốn tham khảo cũng như tìm hiểu thêm về cái cặp loa này thì hãy cùng liên hệ và nhắn tin cho em nhé. Ok, đấy là cặp loa. Còn cặp súp thì thế nào các bác? Thì ở đây chính là một cái cặp súp mà em đợt vừa rồi ấy, là hàng bãi em vừa ấy về, thì hiện tại em về 4 cặp đấy, lẻ loi là còn một cặp cuối cùng nó về sau ấy. Đấy thì các bác hình dung là đôi khi hàng bãi thì xếp ba lết lên ấy, là các cái hàng cứ gom đủ ba lết là nó sẽ vào, thì thành ra lại lẻ loi một cặp cuối cùng này thì em đưa vào combo này đây. Tại vì sao em đưa vào combo này? Tại vì cái cặp súp này phải nói các bác là đời rất là cao. Thứ nhất là đời bát rất là cao. Đấy, bát ở đây thì là bát BNC của Ý, còn thương hiệu ECA ở đây là thương hiệu gọi là Echo Audio, một thương hiệu đến từ Pháp các bác nhé. Đấy, sử dụng bát BNC của Ý và cái form vỏ thùng phải nói là rất là chất luôn, rất là dày dặn và cũng như là chắc chắn, và cái tiếng súp của em này ra phải nói là rất là tuyệt vời. Nó được sử dụng bát xịn của khác mà nghe thực sự là rất là mong các bác có thời gian mà ở đây được nghe được thực tế thì có phải là quá tuyệt vời. Vâng, và không thể thiếu được trong combo này đó chính là cái bộ tủ máy. Bộ tủ máy ở đây thì em sử dụng đầu tiên vẫn là một em micro, gọi là bên em thì gọi là nghiên cứu dòng này thì phải nói là luôn luôn hay cho vào các cái combo sự kiện đấy. Và kế đến thay vì combo sự kiện này em dùng bàn mixer và cốt số thì em sử dụng một em vang số đời cao cấp của nhà hãng DB Acoustic. Đó, các bác có thể nhìn thấy không? Ba sản phẩm này là đồng bộ của nhà hãng DB Acoustic, và một em đẩy 4 kênh H4120. Với em đẩy 4 kênh H4120 ở đây em đang tính công suất cực kỳ dư các bác nhé. Riêng em này thì có thể cân được 8 chiếc Array. Đấy, thì ở đây em chỉ cho đánh 4 chiếc thôi. Các bác thấy không? Em này rất là khỏe với công suất 1200W một kênh ở trở kháng 8 ohm các bác nhé. Đó, em này rất là khỏe. Nó các bác cũng biết rồi, thường thường thì các cái sản phẩm mà sự kiện ngoài trời thì công suất luôn luôn là phải khỏe mạnh, và thứ hai nữa là phải đầy đủ để đánh gọi là đánh trường kỳ kháng chiến đấy các bác ạ. Đấy, tức là đánh rất là thời gian rất là dài đấy, để đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm rất là cao. Cuối cùng là một em đẩy size 3U chuyên sắp, em cũng đã có clip giới thiệu đến các bác chi tiết về em này rồi, chắc là em xin phép không phải nói sâu hơn nữa. Em này thì cân cặp mà súp kép này ở đây thì thực sự các bác luôn là dư sức qua xuồng đấy, bởi vì cặp súp kép ở đây chỉ có mỗi côn 120 côn 100 thôi đấy, còn em này thì cân tốt một cặp côn 125 thôi nhé, kể cả hàng gióng giết các thứ đấy, với công suất là 1800W một kênh ở trở kháng 8 ohm và hai kênh các bác nhé. Đấy, full đồng bộ tất cả các bộ này thì các bác thử đoán xem là cả đồng bộ này thì khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Thì em xin bật mí với các bác thôi, chưa đến 70 triệu đồng là các bác đã sở hữu một combo này rồi nhé. Và cực kỳ rất nhiều chương trình khuyến mại từ bên em, từ gọi là tặng dây loa rồi hỗ trợ các bác vận chuyển lắp đặt miễn phí cũng như là nâng cấp đổi mới. Ok, và cái chất tiếng chất âm bộ dàn này như thế nào thì bây giờ mời các bác cùng thưởng thức một chút, em sẽ test qua chất âm chất tiếng bộ dàn này rồi gửi đến các bác nhé. Oh,
thử đến các bác một chút âm nhạc của nhạc Jamix nhé. Thực sự ra là với cái không gian này thì các bác có thể thấy nhé, ngoài cái không gian thứ nhất em thu âm là tiếng chất tiếng là thực tế, thứ hai nữa là các bác phải nghe thấy không, cái khi mà cái tiếng dao động của tiếng tôn nó vọng lại ạ. Đấy, phải nói là cái bộ này Dương Vân để mà cặp xúc kép này đánh rất là tuyệt vời luôn. Rồi, ok, bây giờ thì mời các bác cùng nghe một đoạn tiếng chất mic của bộ dàn này nhé. Em sẽ test thử ở bộ mic này và cùng gọi là cũng ca thử một bài của tất cả các bác. Hy vọng rằng là chiếc điện thoại này có thể thu âm và có thể ghi lại được một phần nào đó cái chất âm thực tế của bộ dàn này mang lại. Và bây giờ em tới kiểm thì các bác có thấy không, cái chất mic của dàn này em đang đứng rất là xa luôn, vẫn tiếng mic rất là bắt và cũng rất là sạch và sáng luôn. Đấy, rất mong các bác có thời gian và có cơ hội cùng qua bên cơ sở Hiếu Minh Audio sự kiện để có thể là trải nghiệm cũng như là thưởng thức, tham quan cơ sở bên em và được thưởng thức cũng như là thử test thử cái bộ dàn này các bác nhé. Và nói công nhận là bộ dàn này em thấy tiếng mic lời ca cái thứ rất là rõ ràng, rất là hay. Giờ em sẽ gửi đến các bác một ca khúc nhé. Vạn lời yêu thương cũng nên sau hai từ chia tay, ngàn lời hứa sẽ yêu mãi không theo gió bay về chưa. Anh có muốn không đâu, chỉ vì tiếc nuối cho những tháng ngày mình bên nhau. Thời gian có xóa mờ niềm đau, liệu rằng duyên số có thứ tha cho mình hay không? Người bạn anh phụ ta bán đi đôi lấy yêu quay. Em có nói tiếng không, chỉ vì đôi phút nóng lòng mà đánh mất. Người đã có với mình cả thành xuân. Nếu như có điều xin được làm nhau đâu, vì cuộc đời dài ngắn ai biết được mai sau, có ai sau quá một lần mất nhau cay đắng muôn phần, kiếp sau sẽ bên nhau biết những đường không vẽ tương xác thịt đau rồi còn quá mau. Vậy tình cảm ta trao đau rồi làm sao không, trái tim muốn nói một lời, muốn bên em suốt cuộc đời, trong thương nhau ở kiếp này, xin đừng nghe kiếp sau. Thank you.
lời ca vô cờ cũng như là cái tiếng sấp xúc đi rất là xa luôn đấy. Rất mong các bác được thưởng thức chất âm trực tiếp bộ dàn này thì rất là tuyệt vời luôn các bác nhé. Đấy, em đang đi sang tận bên này đường này để cùng quay vào để các bác cùng nghe thử cái chất âm độ phòng bộ dàn này ra. Bản nhạc gọi là trên YouTube thôi để gửi đến tất cả các bác nhé. Thì thực sự ra là tại sao em hay test bản này thì các bác cũng biết rồi. Những cái trên YouTube thì có rất nhiều bản nhạc, có nhiều bản nhạc có chất lượng nó cao, nó sẽ thu lại cái chất âm nó được thực tế và được đầy đặn nhất cho các bác nhất. Đấy, chất âm này là chất âm các bác đang được nghe là thu âm thực tế và trực tiếp từ chiếc điện thoại các bác nhất, không phải như một số bên khác là thu âm lại qua các cái dây line những các thứ và sẽ không có những cái hiệu ứng âm thanh nó chuẩn xác như này. Thực ra là cái chất âm này nếu mà các bác nghe thực tế ở clip này với các bác nghe thực tế nó chỉ lệch nhau một xíu thôi, bởi vì tất nhiên rồi chiếc điện thoại nó không thể nào giống như là tai chúng ta được, nó có thể thu lại được gọi là được 100% được, đúng không các bác? Ok, và vừa rồi em đã giới thiệu đến tất cả các bác một combo sự kiện sân vườn cà phê ca nhạc. Đấy, một mức giá cực kỳ hợp lý các bác nhé. Lúc nãy em có nói mức giá là chưa đến 70 triệu đồng. Đấy, chưa đến 70 triệu đồng đâu các bác nhé. Em nhớ không lầm, lúc nãy anh em cộng lại thì combo này, tổng combo này rơi vào khoảng 6-7 triệu 500 ngàn đồng các bác nhé. Đấy, mọi chi tiết thì mời các bác cùng hãy điện ngay số hotline đang hiện trên màn hình các bác đấy ạ. Em Dũng, số hotline là 0938 132 388 sẽ tư vấn cụ thể cho các bác từng cấu hình, từ các sản phẩm bát tép rời. Và các bác có câu hỏi kỹ thuật nào thì xin hãy cứ để lại một bình luận bên dưới cho em nhé. Và xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo ạ.